Xin kính chào toàn thể quý vị khán giả đang xem trên kênh Cắt Két Tennis. Và đây là trận đấu kèo hạng giữa Hoàng Long Hòa và Cắt Két Tennis Solo Kỳ Đồng 9m. Trận đấu chuẩn bị bắt đầu. Mời các bạn đến với kèo hạng của Cắt Két với lại Hoàng các bạn. Hoàng Heo. Hoàng Heo Long Hòa, dù tiếng các bạn. Đầu tiên cho bên Hoàng các bạn. 1-0. Kỳ 9 mét đồng à. Tiếp tục là điểm dành cho phía bên Hoàng các bạn ơi. 2-0. Trong sân rồi. 3-0 cho Hoàng các bạn. Vẫn còn. Quá hay cho Hoàng rồi. Tìm cái nữa. Không được rồi. Các kẻ đánh bóng không qua lưới rồi các bạn. 4-0 cho Hoàng Long Hòa. Quá hay à, bốn còn luôn mà. Cho cái vận Hoàng Long Hòa các bạn. Các kẻ thở không rồi. Tiếp tục các bạn, 5-0. Trông chờ. Và đó là điểm đầu tiên dành cho Cắt Két các bạn ơi. 1-5. Ngoài rồi. 6-1 cho Hoàng Long Hòa. Vậy là không đổi sân, vẫn tiếp tục các bạn. Điểm 6-1 cho phía bên Hoàng Long Hòa. Quá hay, vẫn còn. Bóng ra ngoài. 2-6 cho Cắt Két Tennis. Tiếp tục là tình huống đánh bóng hỏng của Hoàng Long Hòa. Và Cắt Két Tennis đã có điểm thứ 3 rồi. 3-6 ngang bàn.
1.36. Vẫn còn. Hay quá. Trong sân các bạn, ngay góc bên núi luôn các bạn ơi. Đường chạy bóng quá hay của Hoàng Long Bạc. Điểm 73. Thì mà đường đánh hỏng của các kéo các bạn. 83 cho Hoàng Long Bạc. Cách biệt 5 điểm rồi. Bóng ra ngoài. 93 cho Hoàng Long Hoàng. Đường đánh bóng hỏng của các kéo bạn. Điểm tiếp tục được nâng lên cho phía bên Hoàng Long Hoàng. Đúng rồi ba. Rồi, vẫn còn luôn các bạn. Điểm tốt của cái kéo mà điểm 40. Diêu ơi đừng có chửi nữa Diêu. Làm thêm cái nữa. Bốn không. Bóng ra ngoài. 50 cho cái tên hình. Cho phía bên Quang Long Hoàng. Điểm số hiện tại là 1-5. Mọi người nhớ đăng ký kênh Cắt Cát Tây Ninh, ủng hộ cho em một like và chia sẻ nha mọi người ơi. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Rồi các bạn đã theo dõi video, nhớ tới hay like, share, nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Thêm cặp luôn.